Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng bên nước quốc Việt Nam. Như vậy là tiến sĩ Nicholas đã đưa ra những thông điệp mới nhất trong ngày 14 tháng 3 và mình sẽ tóm tắt lại những ý chính mà các bạn cần nắm như sau. Đầu tiên thì cộng đồng bên nước quốc được chia làm 3 phần, bao gồm người tiên phong, nhóm cốt lõi và nhà phát triển cộng đồng. Và ba thành phần này sẽ phải cùng nhau hợp lực và mỗi người sẽ đóng một vai trò và nhiệm vụ riêng biệt để cùng nhau hướng tới mục tiêu chung ở thời điểm hiện tại, đó chính là mainnet mở càng sớm càng tốt. Nhưng để đến được mục tiêu mainnet mở thì hiện tại có hai vấn đề cần phải giải quyết, đó chính là KIC hàng loạt và di chuyển số Pi sang mainnet, và thứ hai đó chính là xây dựng tiện ích thực sự cho hệ sinh thái, và cụ thể thì BKTeam đã phân công công việc của mỗi người như sau. Thứ nhất, đối với nhóm cốt lõi tức là nhóm BKTeam thì họ đã cho mở KIC toàn diện ngay lúc này. Hiện tại bạn đã có thể vào gửi đơn KIC bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại thì mình khuyên các bạn là hãy từ từ chờ đợi một vài ngày rồi hãy KIC. Vì hiện tại đang có một lượng lớn người đã đổ xô vào KIC nên tình trạng bị giật, bị len, bị lỗi mạng là không tránh khỏi, cho nên chúng ta cứ việc từ từ. Và nhóm cốt lõi cũng đã cung cấp đầy đủ tài liệu và cơ sở hạ tầng đầy đủ để việc KIC mở rộng được diễn ra. Và thứ hai, đối với các nhà phát triển cộng đồng thì vai trò của họ thể hiện khá rõ ràng thông qua cuộc thi Hackathon vào quý 1 2023. Theo đó thì có tới 360 bài dự thi cuối cùng nộp bài cho BKTeam, và trong tương lai gần thì BKTeam sẽ triển khai nhiều chương trình cho các nhà sáng tạo này và sẽ có một phiên bản testnet để tổng hợp tất cả các ứng dụng này để có thể chuẩn bị cho mainnet mở. Và thứ ba, đối với những người tiên phong đó chính là chúng ta, thì chúng ta sẽ làm được gì để đóng góp cho Network? Đầu tiên đó chính là những ai chưa KIC hãy KIC và di chuyển sang mainnet. Những ai đã vượt qua được KIC thì sẽ trở thành người xác thực để có thể tăng tốc độ kiểm duyệt đơn KIC, và tốc độ KIC của mỗi vùng mỗi quốc gia phụ thuộc vào người xác thực này. Và số lượng người xác thực càng đông thì tốc độ KIC sẽ càng nhanh. Và để đáp ứng được KIC, bạn phải hoàn thành các mục mainnet checklist, tức là bạn phải tạo ví Pi, liên kết ví Pi với ứng dụng Pi Network để có nơi để mà lưu trữ Pi. Và chúng ta có thể nhắc nhở bạn bè chúng ta KIC, và trong tương lai thì BKTeam sẽ cập nhật chức năng gửi thông báo KIC trực tiếp trên app Pi Network. Tóm lại là chúng ta hãy tích cực sẵn sàng mọi thứ để tăng tốc KIC. Và tiếp theo là chúng ta có nhiệm vụ, đó là sử dụng và đánh giá các ứng dụng trong mục Pi Brainstorm để đưa ra các nhận xét và đánh giá các ứng dụng này, và từ đó có thể những ứng dụng này sẽ phục vụ cho chúng ta về sau. Và nhiệm vụ cuối cùng của người tiên phong đó là trở thành đại sứ, như là đại sứ cho doanh nghiệp địa phương. Bạn có thể giới thiệu những doanh nghiệp mới này đến với tất cả mọi người. Chung quy lại, để Pi Network tiến gần và nhanh hơn tới việc mainnet mở thì cần sự đồng lòng và hợp tác của cả ba, đó là đội ngũ BKTeam, các nhà phát triển cộng đồng và những người tiên phong. Và cả ba nhóm này có tầm quan trọng là như nhau, và nếu thiếu một trong ba thì dự án Pi khó đi đến mainnet mở. Người nhỏ thì làm việc nhỏ, nếu như các bạn vẫn chưa biết giúp gì cho BKTeam thì một việc hết sức đơn giản, đó chính là các bạn lan tỏa Pi, giới thiệu Pi đến với nhiều người hơn, đó chính là bạn đã góp phần phát triển xây dựng một cộng đồng cho Pi Network, mà cộng đồng này là nền tảng vững chắc cho sự phát triển tổng thể của Pi Network sau này. Bài chia sẻ của mình đến đây là kết thúc, các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.